cờ đến tay ai thì người ấy phất đây là tốt những con giáp đạt đỉnh cao trong sự nghiệp tiền bạc ùn ùn đổ về túi đón nhận cái vận may đặc biệt trong ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch ngày canh thìn một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp có tên dưới đây trong ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch năm 2024 các bạn sẽ có cơ hội làm ăn mới hứa hẹn sẽ thu về cái tài lộc cực lớn vì vậy mà các con giáp này nên chớp lấy cái thời cơ để nhanh chóng vươn lên hoàn thành những cái mục tiêu đã đặt ra từ trước đó. Không chỉ vậy, các bạn còn gặp được quý nhân, được quý nhân giúp đỡ về mặt công danh sự nghiệp. Vì vậy mà từ nay đến cuối năm, cuộc sống của các bạn cũng khá là xuân sẻ hanh thông, tiền bạc thì cứ liên tục đổ về tài khoản. Không chỉ có sự nghiệp thăng tiến, cái chuyện tình cảm của các bạn trong ngày hôm nay cũng được tương đối là tốt đẹp. Những người độc thân thì sẽ gặp được cái nhân duyên tốt lành hứa hẹn một cái chuyện tình đẹp như tranh vẽ. Và một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay, ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch ngày canh thìn. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Quý vị thân mến, chúng ta biết ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch nó là ngày canh thìn, cục diện đầu tiên chúng ta có là thìn và dậu là nhị hợp. Vì vậy mà những người tuổi dậu sẽ là một trong những con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. À, thưa quý vị, được cục diện lục hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ nên là ấy, các mối quan hệ của những người tuổi Dậu nó được tiến triển rất là tốt đẹp, tạo ra cho các bạn một cái tâm trạng là hào hứng, phấn khởi. Ở à, trong ngày hôm nay thì bản mệnh làm gì cũng được vui vẻ, càng có ý nghĩa hơn khi mà được mọi người đồng tình ủng hộ. Trong mọi cái tình huống, các bạn đều nhận được cái sự hỗ trợ từ những người thân, từ bạn bè để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình một cách là hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, trong ngày mùng 8 tháng hai lịch ngày Canh Thìn. Ấy, thì cái mặt tài chính của những người tuổi tuổi dậu cũng đang ở mức khá thu nhập từ công việc chính đều đặn giúp các bạn không cần phải quá lo lắng tuy nhiên nếu muốn cuộc sống dư giả hơn thì các bạn cần phải kiếm thêm các khoản thu nhập bên ngoài đồng thời hãy cố gắng tích tiểu thành đại năng nhặt thì chặt bị ở những người tuổi dậu cũng đừng vội vàng tham lam mà mạo hiểm đầu tư lớn trước những cái rủi ro cao ngay cả cái vận trình tình cảm của những người tuổi dậu trong cái ngày hôm nay cũng được khởi sắc đào hoa thì nở rộ những người độc thân có thể sẽ gặp được cái tình yêu đích thực của đời mình. Cơ hội đã đến, nhưng mà có thành công hay không ấy, lại phụ thuộc hoàn toàn vào những cái hành động của những người tuổi dậu. Vậy nên các bạn đừng có mãi chờ đợi nữa, hãy gì cố gắng để vươn lên đạt được những cái điều mình muốn. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những người tuổi thân. À, quý vị thân mến, trong ngày 8 tháng 2 âm lịch, ngày Canh Thìn, thì những người tuổi Thân được cục diện là gì? Thân tí, Thìn là Tam hợp. Nói chung, ấy, được cục diện Tam hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Thân ấy, tha hồ mà làm việc mà của mình ấy, khi mà được thần may mắn đang đứng ở bên cạnh các bạn, các bạn sẽ nhận được cái sự khen ngợi và tín nhiệm của cấp trên, thậm chí có thể được tăng lương, tăng thưởng. À, cái vận may của các bạn đã tới rồi. Chỉ cần các bạn tiếp tục cố gắng thêm một chút nữa thôi thì chắc chắn sẽ thành công nhiều hơn nữa. Không những vậy, quý nhân còn ở bên cạnh các bạn che chở, trợ lực cho các bạn trên cái con đường tìm kiếm cái tài lộc của mình. Tài khí thì tăng mạnh, bản mệnh có một ngày bội thu, tiền bạc thì dùng dính. Nhờ vậy mà các bạn thì thấy mình làm gì cũng sẽ được thuận lợi và không phải lo lắng về cái chuyện là không đủ tiền chi tiêu. Bên cạnh đó, trong cái ngày hôm nay ấy, lại được cục diện là ngũ hành và tương sinh thìn thủ sinh cho thân kim à, cũng mang đến cho những người tuổi thân ấy. nói chung ấy, là cái chuyện tình cảm tốt đẹp có thể thấy cái mối quan hệ của bạn và người ấy đang bước vào những cái giai đoạn ngọt ngào tiến triển rất là tốt đẹp đối phương luôn lắng nghe và thấu hiểu các bạn hai người cũng tìm được cái sự tương đồng đồng điệu trong cái cuộc sống thì đây cũng chính là cái bí quyết giúp hai người được có một cái tình cảm bền chặt hơn vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay ấy, thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tý. À, thưa quý vị, những người tuổi Tý có thể sẵn sàng tinh thần đón chờ những cái điều tốt đẹp sẽ đến với cái sự nghiệp của mình trong ngày hôm nay, ngày mùng 8 tháng 2 một cái canh thìn, do được cục diện tam hợp là thân Tý thìn nó tương trợ nó giúp đỡ. À, tất nhiên để mọi việc có thể là tiến triển suôn sẻ hơn thì những cố gắng những cái nỗ lực của chính mình là cái điều không thể thiếu dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp thân tí thìn, đúng không? thì những người tuổi tí dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ cho các bạn và chỉ cho các bạn một cái hướng đi giúp cho các bạn khắc phục được những khó khăn còn tồn động ở trước đó. Nói chung, trong cái thời điểm này, thì các bạn nên cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Rất có thể các bạn sẽ làm quen được với quý nhân, đối phương cũng sẽ thường xuyên đưa ra cho các bạn những cái lời khuyên hữu ích có thể áp dụng vào công việc hoặc là những kế hoạch trong tương lai. Bên cạnh đó, phương diện tài lộc của những người tuổi Tý trong ngày hôm nay ấy, thì cũng có những cái bước tiến triển khá là khả quan trong cái thời điểm này. Với cái đầu óc nhanh nhẹn và cái cách nhìn nhận vấn đề một cách chính xác, các bạn đã lập ra những cái kế hoạch khá là khả thi, có thể lập tức bắt tay vào thực hiện ngay. Thêm nữa, dưới cái tác động của cục diện tam hợp, thì các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, với đối tác cũng tiến triển khá là tốt các bạn sẽ nhận được những đơn hàng hoặc là các hợp đồng một cách là gì thường xuyên và đều đặn hơn nhờ vậy mà túi tiền của các bạn lúc nào cũng được trong cái trạng thái là dùng dính không phải lo nghĩ đến cái chuyện chi tiêu bên cạnh đó với những người làm công ăn lương thì cái nguồn tiền của các bạn có thể đến từ các khoản tiền lương tiền thưởng nóng do đạt được cái thành tích cao trong công việc thì đây cũng chính là cái động lực giúp các bạn gì có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai bên cạnh đó cái chuyện tình duyên của những người tuổi tý cũng gì có cắt hung đan xen trong thời gian này đòi hỏi các bạn phải thật sự bình tĩnh và tỉnh táo trong suy nghĩ và trong cái cách hành xử của mình. Không nên quyết định cái chuyện tình cảm theo cái cảm xúc nhất thời kiểu làm tổn thương đến đối phương. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong chương trình ngày hôm nay mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi dần. À, thưa quý vị, Nói chung ấy, trong cái ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch ngày canh thìn thì những người tuổi dần được cục diện là dần mão thìn là tam hội. À, trong ngày hôm nay tam hội cũng sẽ xuất hiện, những người tuổi dần cũng được trợ lực nên mọi việc tiến triển khá là thuận lợi, làm việc thì có đầu có cuối. Cũng bởi các bạn biết cái năng lực của mình tới đâu để phát huy đúng lúc đúng chỗ. Trong ngày hôm nay các bạn cũng đưa ra những cái ý tưởng mới mẻ, sáng tạo nên là tất nhiên cũng sẽ rút ngắn cái thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao của mình không chỉ công việc mà cái phương diện tài lộc của những người tuổi dần trong ngày hôm nay cũng khá là khả quan các bạn đang có những cái nguồn thu nhập khá là ổn định không phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện chi tiêu trong thời gian này nói chung ấy, những người tuổi dần trong cái thời gian này thì luôn đi theo cái kế hoạch đã lập cho nên giải quyết xuân sẻ các vấn đề tài chính cân bằng cái thu chi của bản thân cũng như là của gia đình tuy nhiên cái chuyện tình cảm của những người tuổi dần ấy cũng chưa thật sự xuân sẻ như các bạn mong muốn chịu ảnh hưởng từ cái cục diện ngũ hành nó xung khắc, mâu thuẫn giữa các cặp đôi thì ngày càng gia tăng và cái mức độ thì ngày càng nghiêm trọng hơn. Các bạn nên hạ cái tôi của mình xuống, đừng có ích kỷ chỉ nghĩ đến cái lợi ích của bản thân mình, à, trong khi cái mối quan hệ của hai người thì ngày càng xuống cấp. đó vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi dần, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay ngày 8 tháng 2 lịch ngày canh thìn, không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ. À, thưa quý vị, những người tuổi ngọ được chính quan nó tương trợ. Vậy nên, À, ngày hôm nay, ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch là một ngày làm việc xuân sẻ với những người tuổi ngọ. Các bạn đang cố gắng hết sức mình vì cái tương lai, mong sớm giành được cái vị trí như mình mong muốn để trở nên nổi bật hơn trước đối thủ. Các bạn hãy suy nghĩ và đưa ra những quyết định dứt khoát để tiến hành những cái ý tưởng và những cái dự định mình đang ấp ủ từ lâu. Nhìn chung ấy, à, trong ngày hôm nay thì các bạn cứ triển khai mọi thứ theo đúng kế hoạch đã định sẵn thì không gặp phải cái trở ngại hay là những cái khó khăn gì quá lớn quý vị cũng đừng quên cái thái độ của cấp trên vẫn chưa rõ ràng nên càng không được phép lơ là hoặc là chủ quan cũng đừng vì thế mà ủ rũ chán nản mà các bạn chỉ cần cố gắng hơn nữa thì cái thời cơ cũng sẽ đến với mình thôi à, bên cạnh đó lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh đó, nó cũng sẽ giúp cho đường tình duyên của những người tuổi ngọ vô cùng là tuyệt vời những người độc thân có thể tiến hành tỏ tình với những người mà mình thầm thương trộm nhớ từ lâu chắc chắn sẽ nhận được cái kết quả như mình mong đợi. Còn các cặp đôi có thể tranh thủ cái cơ hội này để hâm nóng cái mối quan hệ, hàn gắn những cái dạng nứt từ bấy lâu nay. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ năm tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi tuổi hợi à, thưa quý vị những người tuổi hợi trong ngày hôm nay ngày mùng tám tháng hai lịch thì được thực thần nó xuất hiện nó báo hiệu cái tình hình tài chính của những người tuổi hợi có dấu hiệu chuyển biến tích cực công việc mang lại cái kết quả khả quan nên là cấp trên cũng có thể khen thưởng cho các bạn một khoản tiền thủ lao xứng đáng nhờ đó mà các bạn có thể chi tiêu thoải mái không cần phải đắn đo hay là suy nghĩ quá nhiều nữa à còn với những người mà theo nghiệp buôn bán kinh doanh thì thu nhập từ cái công việc kinh doanh của các bạn cũng mang lại những cái lợi nhuận vượt ngoài cái sự mong đợi nếu mà giữ được tốc độ phát triển này và biết cách tích lũy tốt thì các bạn sẽ có được một khoản tiền khổng lồ đấy đó sẽ là một cái nền tảng quan trọng và cần thiết nếu như các bạn có ý định đầu tư hay là mở rộng cái quy mô trong tương lai thêm nữa trong ngày hôm nay thì tiếc rằng gặp cục diện là ngũ hành nó xung khắc nó làm giảm bớt cái niềm vui của những người tuổi hợi về mặt tình cảm đó. À, các bạn quá bận rộn dành thời gian cho cái việc yêu đương hay là cho người ấy có lẽ con giáp này đang để công việc và cái đam mê kiếm tiền của bản thân mà không quan tâm đến cái đời sống cá nhân của mình các bạn nên học cách cân bằng cuộc sống giữa công việc và cuộc sống để mình có được một cái sự hạnh phúc trọn vẹn hơn. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi hợi, quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi hợi đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị, à, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng tám tháng 2 âm lịch ngày canh thìn. Và trong ngày mùng tám tháng 2 âm lịch ngày canh thìn, chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó chính là những con giáp sau đây. À, một là những người tuổi dậu, hai là tuổi thân, ba tuổi tý, bốn tuổi dần, năm Ngọ và 6 là những người tuổi Hợi đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn